Kính chào đại chúng. Kính chúc đại chúng luôn thật nhiều năng lượng bình an và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Một trong những nguyên nhân khiến cho chúng ta khổ đau đó là do chúng ta tự ái. Mà tự ái là nó thuộc về tâm, cái ở bên trong của chúng ta, chứ không phải là cái ở bên ngoài. Nếu quý vị đã là một Phật tử, đã là một học trò của Đức Phật, thì quý vị phải có một niềm tin sâu sắc về giáo lý Tứ Diệu Đế. Trong giáo lý Tứ Diệu Đế, tức là bốn sự thật, thì Đức Phật nói cuộc đời này nó có thể là nó có khổ đau, nhưng mà không phải bản chất cuộc đời là khổ đau. Đời không phải là một bể khổ có sẵn, mà khổ đau là do chính chúng ta. Cho nên Đức Phật mới chỉ ra nguyên nhân của khổ đau là tham, sân và si. Cái đó gọi là tập đế, tức là nguyên nhân của khổ đau. Và chính Đức Phật cũng nói là cuộc đời này sẽ là hạnh phúc, sẽ là niết bàn, sẽ là an vui giải thoát khi chúng ta chấm dứt được tham, sân và si. Nói một cách khác là con đường vượt thoát khổ đau chính là con đường chuyển hóa tham, sân và si. Mà tham, sân và si ở đâu? Ở trong tâm. Vì vậy cho nên phải quay trở về tâm, hướng vào nội tâm, thường trực mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút, thì chúng ta mới có cơ hội hiểu được tâm, quan sát được những biến động trong tâm lý, những phiền não của mình, để rồi chúng ta mới có thể vượt thoát được những cái phiền não đó. Nói cách khác là giờ phút nào mà chúng ta vẫn còn phóng tâm ra bên ngoài, chúng ta vẫn còn rượt đuổi theo đối tượng, chúng ta vẫn còn tin rằng người này làm cho mình khổ, người kia làm cho mình khổ, tức là mình đổ thừa cho hoàn cảnh mà mình ít nhận trách nhiệm về phía mình, mình ít có chịu soi rọi về phía mình, thì khổ đau sẽ không bao giờ chấm dứt được. Nói một cách khác là nếu quý vị đã phát nguyện đi theo con đường tỉnh thức của Đức Phật, thì quý vị đã có một cái niềm tin sâu sắc rằng muốn vượt thoát khổ đau thì phải vượt thoát chính những cái giới hạn, những cái yếu kém, những cái bóng tối phiền não ở trong chính mình. Trong đó có cái tâm hay giận hờn, hay tự ái. Tự ái có nghĩa là gì? Tự ái có nghĩa là tự mình thương mình. Ủa, tại sao mình không thể thương mình? Đức Phật luôn dạy mình phải thương mình kia mà. Thì thật ra là tự ái là một cách thương mình một cách không có hiểu biết. Thương mình một cách cảm xúc tùy hứng. Thương là để bảo vệ cho cái bản ngã, cho cái tôi. Mình thương mình là mình bảo vệ cho những cái quan điểm, những cái nhận thức của mình, chứ không phải là để nuôi dưỡng những cái hạt giống lành ở trong chính mình. Đó là vấn đề mà chúng ta muốn nói. Hầu hết những cái khổ đau của chúng ta đó, quý vị nhìn kỹ xem, có phải là do những cái điều bất như ý nó cứ xảy ra, những điều trái nghịch nó xảy ra, nó làm cho chúng ta khổ đau? Bây giờ quý vị hãy nhìn kỹ vào nỗi khổ niềm đau của mình xem, nó đến từ đâu? Nó phải đến từ bên ngoài không? Hay nó đến từ bên trong? Dĩ nhiên là nó có đến từ bên ngoài. Có một người khó chịu, có một kẻ ngỗ nghịch, có một người lúc nào cũng gây phiền hà, và có những cái câu chuyện nó xảy ra ngoài với ý của mình, cho nên là mình khổ. Chưa,
những cái hoàn cảnh trái ngang đó nó chưa có làm cho mình khổ được. Nếu như quý vị có sẵn một cái khả năng chấp nhận rất tốt, một dung lượng trái tim rất là rộng lớn, sẵn sàng đón nhận hết những cái điều trái ngang trong cuộc đời này, thì những điều trái ngang đó không làm mình khổ được. Chắc là quý vị vẫn còn nhớ là có những lúc người đó tấn công mình, người đó xúc phạm mình mà mình vẫn có thể mỉm cười an nhiên được. Quý vị chắc là có những cái trải nghiệm đó phải không? Và quý vị nhớ lại xem là những lúc đó thường là tâm lý mình đang rất là ổn, mình đang có niềm vui, mình đang hạnh phúc, năng lượng của mình tràn đầy. Cho nên người kia có tấn công mình cỡ nào, mình vẫn cứ điềm nhiên, an vui, thậm chí là thấy rất là tội nghiệp, thấy rất là muốn giúp đỡ người đó. Nhưng mà những cái trải nghiệm như vậy nó rất là ít ỏi, nó rất là hiếm khi. Phần lớn là hễ bị tấn công là tổn thương, hễ bị chọc giận là nổi giận, hễ có những điều bất như ý là khổ đau. Vậy thì những lúc chúng ta bị lay động, những lúc chúng ta bị trúng thương, những lúc chúng ta bị khổ đau là những lúc tâm lý chúng ta đang không có vững vàng, là những lúc chúng ta tụt năng lượng, là những lúc chúng ta đang có phiền não. Quý vị có đồng ý không? Tại vì một người mà đang tu tập nghiêm túc, phòng hộ tâm ý mình rất là vững vàng, tâm ý đang an trú trong hiện tại, theo dõi hơi thở vào ra, hoặc là chuyên sâu vào câu niệm Phật, hoặc là trì chú, hoặc là quan sát từng động thái cử chỉ, quan sát tâm ý của mình, tức là quý vị đang trong một cái tâm thế là tu luyện, ít có để ý tới hoàn cảnh, ít có quan tâm nhiều tới những cái tiếng động ở bên ngoài, thì khi có một việc bất như ý xảy ra, quý vị sẽ phản ứng khác. Thí dụ như mình đang ở trong đạo tràng từ bi này, mình đang tu luyện, thì lỡ có một điều bất như ý xảy ra đó, tôi đoán là quý vị sẽ hành xử dễ thương hơn là quý vị đang không ở trong đạo tràng. Ví dụ quý vị đang chạy xe ngoài đường, mình đang quên tu tập, thì người cơ quẹt mình một cái, có thể là mình sẽ nổi đóa lên, mình sẽ buông ra vài câu không có dễ thương. Còn nếu mà mình đang ở trong đạo tràng, tâm ý mình đang được thu nhiếp, và nếu có một người nào đó họ chạm vào mình, họ thậm chí là gây hấn với mình, thì mình dễ bỏ qua đó. Có thể là do trong không khí tu tập, ai cũng tu tập hết, mà mình không tu tập thì coi đâu có được. Nhưng mà cũng có thể là do tâm của mình nó đang ổn, nó đang vững vàng, cho nên những cái cuộc tấn công lẻ tẻ, những cái điều bất như ý xảy ra rất là khó chạm được mình. Điều đó đưa tới kết luận rằng là hoàn cảnh đó, những người khó chịu không quá quan trọng. Đó không phải là lý do chính để khiến chúng ta khổ đau, mà nó tùy thuộc vào tình trạng tâm lý của chúng ta ở mỗi thời điểm. Nếu tâm lý vững vàng, nếu chúng ta đang an vui, hạnh phúc, thì không ai có thể tấn công ta được cả. Dù có tấn công, chúng ta cũng không có bị dao động, không có bị tổn thương. Vì vậy cho nên là Đức Phật khuyên chúng ta đừng có cố gắng thay đổi người khác, đừng có cố gắng thay đổi hoàn cảnh. Mà nếu mình có thay đổi được thì cứ thay đổi. Nhưng mà trong cuộc đời này không phải lúc nào chúng ta cũng thay đổi được hoàn cảnh hết quý vị. Không phải lúc nào mình cũng thay đổi được người đó. Có lúc được, có lúc không. Cho nên thay vì chúng ta cứ cố gắng làm cho người đó thay đổi, thì Đức Phật lại đề nghị chúng ta hãy cố gắng quay về thay đổi chính mình. Ít nhất là làm cho tâm hồn mình bình ổn trở lại, bớt cảm xúc, bớt
hướng tâm ra bên ngoài, bớt hy vọng, bớt chờ đợi. Bằng cái phương pháp tu luyện nào đó, quý vị phải đưa tâm mình trở về với vị trí ổn định nhất có thể. Khi quý vị cười được, đi đứng khoan thai được, thì quý vị có thể tiếp xúc với sự sống một cách đầy đủ được. Khi quý vị có thể nhận diện những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có đó, thì cái việc mà quý vị đón nhận một cái tình huống khó khăn, một con người khó chịu một cách rất là dễ dàng. Khi chúng ta tự ái là tại vì chúng ta đang cần nhiều người thương mình mà họ không thương mình đủ, cho nên mình giận. Khi mình cần những người đó họ kính trọng mình mà họ không kính trọng mình đủ, cho nên là mình giận. Mình cần những người xung quanh vâng lời, làm theo ý mình mà họ làm trái ngược lại, thì mình nổi giận. Tức là tự ái có nghĩa là mình có một cái nhu cầu những người khác phải tôn vinh mình, phải nâng niu cái bản ngã của mình, nhưng mà họ đã không làm điều đó được. Có thể là họ đã cố gắng làm nhưng mà không thể làm liên tục được. Vậy cho nên là khi họ không thể làm được hoặc là không chiều theo ý mình một cách đầy đủ được ấy, thì mình nổi giận. Nổi giận có nghĩa là mình muốn mọi người phải đáp ứng cái nhu cầu thức ăn cho bản ngã, cho cái tôi của mình. Cái đó gọi là hành động tự ái. Tôi rất là nâng niu cái tôi của tôi. Tôi rất là tôn vinh cái tôi của tôi. Tôi muốn cái tôi của tôi nó đặt ở chỗ đó. Tại sao quý vị không tôn trọng? Tại sao quý vị không vâng lời? Tại sao quý vị không thương quý nó? Cho nên tôi phải phản ứng. Thì cái phản ứng đó gọi là đấu tranh cho cái tự ái. Quý vị tưởng tượng là mình đang ngồi thả lỏng hết toàn thân, đang mỉm cười thư thái, đang an trú trong hơi thở, đang giữ một cái tâm rất là quân bình. Và cái công việc chính của một hành giả đó là chăn tâm, lúc nào cũng thường trực quan sát những cái gì nó đang xảy ra trong tâm mình, ngồi rất là an nhiên tự tại. Mà lỡ có một cái điều bất như ý xảy ra thì mình có phản ứng không? Có khi có khi không. Nếu mà cái độ an trú của mình vững á, mình nương tựa vào tâm của mình đủ vững rồi, thì mình sẽ rất ít phản ứng hoặc là không phản ứng. Như vậy thì thường những lúc mà mình phản ứng dữ dội á, là những lúc mình thả rong cái tâm của mình chạy lang thang ở bên ngoài. Và cái cách của chúng ta đó là chờ đợi người khác làm cho mình có hạnh phúc, bằng cách là vâng lời, bằng cách là kính trọng nể phục, bằng cách là chiều chuộng. Mà quý vị nên nhớ là những người đó họ cũng là một con người. Họ có lúc lên lúc xuống, họ có lúc dễ thương, có lúc họ cũng bị những cái phiền não ở trong tâm trói buộc, cho nên họ không giữ được một cái phong độ, giữ mãi cái sự dễ thương cho mình. Quý vị thấy có nguy hiểm không nếu mình chờ đợi một cái người rất là vô thường như vậy? Khi họ đối xử tử tế với mình thì mình vui, mình có hạnh phúc. Còn khi họ không thể đối xử tử tế được thì mình khổ đau. Vậy thì mình bị lệ thuộc vào người khác. Hạnh phúc đó không phải do mình tự tạo ra. Đức Phật cố gắng hướng dẫn chúng ta rất nhiều phương pháp thực tập, mà tụ trung vẫn là muốn chúng ta quay về nương tựa nơi chính mình càng nhiều càng tốt. Thậm chí tới khi mà Đức Phật sắp lâm chung thì Đức Phật cũng nhắc đi nhắc lại, quý vị hãy quay về nương tựa vào hải đảo tự thân của mình đi. Hãy quay về nương tựa chính mình, hãy tự thắp đuốc lên mà đi đi. Đừng có chờ đợi ai hết, đừng có kỳ vọng vào ai hết. Kể cả Đức Phật cũng không thể đưa quý vị tới bờ giải thoát được. Đức Phật cũng không thể làm cho quý vị hết khổ đau được. Đến bờ giải thoát hay là hết khổ đau là do quý vị. Như Lai chỉ vẽ ra con đường, chỉ
cho quý vị một tấm bản đồ chỉ cung cấp những cái phương pháp thực tập dựa trên kinh nghiệm thành công của Như Lai. Chứ Như Lai không thể giúp quý vị chấm dứt khổ đau được. Tại vì khổ đau là ở trong tâm của quý vị. Làm sao mà Như Lai có thể đi vào trong tâm quý vị để mà dọn dẹp hết những cái rác rến phiền não của quý vị được? Mà Như Lai có lỡ dọn rồi thì rời khỏi Như Lai rồi quý vị cũng sản xuất rác tiếp à, phải không? Cho nên Như Lai đâu thể nào làm xuể được. Cuối cùng thì Đức Phật vẫn khuyên quý vị là phải dành nhiều thời gian để tu thân. Chúng ta nói cái từ tu thân là chúng ta nói tới cái cụm từ là tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ. Chúng ta đã chưa làm tốt cái giai đoạn tu thân, chúng ta chưa có gội rửa tốt những cái phiền não của mình, chúng ta còn khá nhiều những cố tật, những rác rến mà chúng ta đã bắt đầu lập gia đình, chúng ta đã bắt đầu sinh con, chúng ta đã bắt đầu gánh vác những công việc cho cộng đồng, và chắc chắn là chúng ta sẽ mang những cái rác rến phiền não đó đi theo. Khi mình làm chồng, khi mình làm vợ, khi mình làm cha, khi mình làm mẹ, những cái vai trò nặng nề đó càng khiến chúng ta không có thời gian để tu thân. Rồi chúng ta gánh vác tới công việc ngoài xã hội, ngoài cộng đồng, thì cái cơ hội để tu thân càng ít ỏi. Và càng ít tu thân, càng ít có cơ hội quay về để dọn dẹp những cái rác rến trong lòng của mình, thì chúng ta sẽ sống chung với phiền não thường trực. Làm cái gì cũng có dáng dấp của phiền não. Thời gian gần đây, nhìn lại chúng ta thấy mình rất là dễ nổi giận. Trước đây có thể là mình ít nổi giận hơn. Trước đây có thể là mình dễ chấp nhận hơn. Bỗng dưng thời gian gần đây, mình đâm ra khó chấp nhận hết mọi thứ. Mình khó chấp nhận luôn những cái người thân yêu sống xung quanh mình. Mình cũng khó chấp nhận luôn những đồng nghiệp, những người làm việc chung với mình. Và nhất là khi mình nghe những câu nói bóng gió, là mình có cảm giác người đó đang chĩa mũi dùi về phía mình. Và mình rơi vào một tình trạng là tưởng tượng. Mình nghĩ là những người đó có thể họ không thích mình, họ ghét mình, họ có những cái chủ trương muốn loại trừ mình. Hoặc là những người thân yêu của mình chắc đã hết thương mình rồi, họ muốn rời xa mình. Và cái tâm tưởng đó càng ngày càng lớn rộng ra. Mình nhìn đâu cũng thấy một màu u ám, nhìn đâu cũng có cảm giác như là mình bị loại trừ, mình bị rời ra khỏi cái cuộc đời này vậy. Và nếu mình không có dừng lại kịp thời để quan sát, để tìm ra một cái phương pháp trị liệu, thì tâm tưởng của mình nó càng ngày nó càng lớn rộng ra. Khi tôi làm công tác tư vấn tâm lý đó quý vị, nhất là đối với những bệnh nhân bị trầm cảm, những người có những cái vết thương tâm lý sâu nặng, thì mình thấy cái tâm tưởng của họ rất là khủng khiếp, rất là khủng khiếp. Thí dụ như là mình chỉ góp ý nhẹ với họ thôi, là họ tưởng là mình đang muốn tấn công họ. Hoặc là mình quan tâm, chăm sóc, yêu thương họ, thì họ lại nghĩ là chắc là mình có ý đồ gì đó, muốn quản lý cuộc đời của họ, muốn lợi dụng họ chẳng hạn. Tức là mình làm cái gì cũng bị người đó hiểu một cách rất là tiêu cực. Chính bản thân họ cũng không biết là họ đang bị cái gì. Nhưng mà ở góc độ của một người làm công tác tư vấn tâm lý thì tôi biết là họ đang bị trầm cảm. Trầm cảm có nghĩa là cái tâm thức của chúng ta đó, vì một cái lý do gì đó, một biến cố, một cơn khủng hoảng, hay là có những cái xáo trộn nào ở bên trong đó, nó làm cho nó rơi xuống một cái cung bậc rất là thấp và nó mắc kẹt ở đó. Và bắt đầu nó nhìn cuộc sống một cách rất là tiêu cực. Nó phản ứng tự vệ rất là cao.
Nó rất là sợ tiếp xúc với những người xung quanh. Nó sợ hết tất cả mọi người. Và nó nghĩ rằng mọi người đều rất là bất lợi, thậm chí là nguy hiểm. Cho nên cái phản ứng tự vệ của người đó rất là nhanh nhạy, rất là dữ dội. Thì Đức Phật có nói là khi có một người nào đó lỡ bắn vào chúng ta một mũi tên thì chúng ta đau lắm, nhưng mà chúng ta chưa có chết, tại vì mũi tên đó nó không có cắm ngay trái tim của chúng ta. Nhưng mà nếu ngay lúc đó có một cái mũi tên thứ hai nó bay tới và nó cắm ngay cái vị trí của mũi tên thứ nhất á, thì cái đau đó không phải gấp 2 lần đâu, nó đau gấp 100.000 lần, thậm chí là nó có thể giết chúng ta chết. Mũi tên thứ nhất á, Đức Phật nói là do hoàn cảnh bắn ra, tức là một điều bất như ý xảy ra có thể xem là mũi tên đầu tiên. Một câu nói bất như ý, một hành động bất như ý, một điều trái ngang là mũi tên đầu tiên. Thường thường những mũi tên đó không giết chúng ta chết. Quý vị nhớ kỹ nha. Mũi tên thứ hai. Mũi tên thứ hai là do ai bắn ra? Chính chúng ta bắn ra. Nó là gì? Nó là tâm tưởng tượng. Chúng ta tưởng rằng câu nói này có ý coi thường chúng ta. Hành động này có ý muốn thao túng cuộc đời chúng ta. Cái cách hành xử đó cho thấy thái độ vô phép, thái độ thiếu kính trọng, hoặc là thái độ muốn hủy diệt chúng ta. Chính cái tâm tưởng đó, tưởng tượng phóng đại sự việc lên gấp 100.000 lần so với sự thật, nó đã giết chết chúng ta. Đức Phật nói hầu hết chúng ta khổ là do sự tưởng tượng sai lầm, do tri giác sai lầm, do nhận thức sai lầm mà ra, chứ sự thật nó không giết chết chúng ta được. Những tri giác sai lầm đã giết chết chúng ta. Quý vị hãy cố gắng nhìn kỹ lại ở trong quá khứ và kể cả những cái nỗi khổ hiện tại mà chúng ta đang có. Sự thật nó nặng nề như vậy hay là do chính cái thái độ của chúng ta nhìn nhận về vấn đề nó làm cho nó trở nên trầm trọng, tức là trầm trọng hóa vấn đề. Khi tâm chúng ta không vững thì nó phóng đại, cái tâm tưởng nó phóng đại kinh khủng lắm. Tại vì nó phóng đại để nó tự vệ mà. Nó tự đặt ra những cái viễn cảnh tồi tệ sắp xảy ra, mà sự thật là không có, không có như vậy. Giá như chúng ta có được một bậc thầy tâm linh, một bậc đại trí tuệ, một bậc hiền thánh nào đó nói cho chúng ta biết rằng này, này bạn, sự thật nó không giống như bạn suy diễn đâu. Cái khó khăn, cái yếu kém, cái vụng về của người kia không có nguy hiểm đâu. Hoặc là cái bệnh tật của bạn đó còn có thể cứu chữa được, không có phải giai đoạn cuối đâu. Nhưng mà khi bệnh là mình cứ nghĩ là chắc là ung thư là giai đoạn cuối rồi, chắc là chết. Khi con mình nó cãi mình mới 1-2 tiếng, mình nghĩ chắc là nó hết kính trọng mình, nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch rồi, hết xài được rồi. Thì tất cả những cái nhận xét đó, những cái phản ứng đó cho thấy là tâm chúng ta đang rất là yếu, đang không vững vàng, đang có vấn đề. Và giả như chúng ta được gặp một bậc thiện hữu tri thức, một bậc trí tuệ, một bậc hiền triết, họ khuyên chúng ta đừng có tiếp tục rượt đuổi theo đối tượng đó nữa, đừng có tiếp tục ngồi đó phóng đại tưởng tượng nữa, đừng có nghe lời cái tâm yếu đuối của mình nữa, hãy quay về chăm sóc tâm hồn của mình trở lại, bồi dưỡng cho nó. Thứ nhất là nghỉ ngơi, thư giãn. Tạm thời đừng có nghĩ tới đối tượng đó. Tạm thời đừng cố gắng tìm mọi cách để giải quyết cho bằng được vấn đề. Mình đang cạn kiệt năng lượng mà, mình đang mệt mỏi mà, thì làm sao mình có thể nghĩ ra giải pháp tốt nhất được? Từ từ rồi mình sẽ giải quyết. Chúng ta cần một giai đoạn gọi là không làm gì cả, không suy nghĩ nữa, không tưởng tượng nữa, mà trở về kết nối với sự sống trở lại, an trú trong từng bước chân, an trú trong hơi thở, an trú trong từng việc làm, và trân quý những điều kiện hạnh phúc mà mình đang có.
để nỗi khổ niềm đau qua một bên. Quý vị làm được vậy không? Có để những cái nỗi khổ niềm đau của mình vào tủ rồi khóa lại, có tiếp xúc với nó vài ngày được không? Khó lắm đó. Mà Đức Phật nói đây là cái cách duy nhất để chúng ta vượt thoát khổ đau. Nếu mà tâm trí chúng ta lúc nào cũng nghĩ tới nó hết, mà nghĩ trong tình trạng túng quẫn, trong tình trạng cạn kiệt năng lượng, trong tình trạng là không nghĩ ra được điều gì tốt đẹp hết, thì nó sẽ quật ngã chúng ta, nó sẽ đè bẹp chúng ta, và nỗi khổ từ đó mà xuất hiện. Khi mình không thể giải quyết được vấn đề, mình chưa có thể giúp cho người kia thay đổi được, thì hãy để câu chuyện đó qua một bên, trở về sống một cách điềm tĩnh trở lại, cũng đi làm việc, cũng tiếp xúc với cộng đồng, cũng dọn dẹp nhà cửa, rồi cũng nấu ăn, rồi chơi với con, rồi đi ngồi thiền, đi tập yoga, rồi đi làm những công tác từ thiện, tạm lờ đối tượng đó qua một bên. Tới khi nào mà năng lực chúng ta được hồi phục trở lại, và đặc biệt là nên đặt mình vào một khóa tĩnh tu, một khóa tĩnh tu nghiêm túc, một ngày, 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày, để làm gì? Để đưa tâm mình với vị trí ổn định nhất, cân bằng nhất, sáng suốt nhất, điềm tĩnh nhất. Sau đó chúng ta mới nhìn lại vấn đề, nhìn lại đối tượng đó, nhìn lại câu chuyện của mình. Bây giờ chúng ta sẽ thấy khác, không còn thấy như trước đây nữa. Trước đây chúng ta nhìn lên vấn đề bằng một cái tâm đầy xáo trộn, đầy hoảng loạn, đầy hoang mang. Bây giờ chúng ta nhìn lên vấn đề, nhìn lên đối tượng bằng một cái tâm định tĩnh, vững vàng, ổn định, thì cái thấy chúng ta sẽ thay đổi. Mà Đức Phật đã nói rồi, vạn pháp duy tâm tạo. Tâm chúng ta như thế nào thì chúng ta sẽ nhìn lên thực tại như thế ấy. Khi tâm mình ổn định, tâm mình vững vàng, tâm mình bình yên, thì mình nhìn thấy cái gì cũng là ổn định, vững vàng và bình yên. Hoặc là Đức Phật nói tâm bình thì thế giới bình. Khi tâm mình đã bình yên rồi thì mình thấy thế giới xung quanh mình đều dễ thương, đều an lành. Mặc dù nó có nhiều cái xáo trộn, nó có nhiều cái biến động, có nhiều điều bất như ý, nhưng nó không chạm được chúng ta nữa, nó không làm phiền chúng ta được nữa. Cho nên giải pháp tốt nhất và duy nhất đó là mau mau trở về để nương tựa vào chính mình. Khi mình quy y Phật á, mình có cái câu là tự quy y Phật được, phải không quý vị? Trước tiên là con xin về nương tựa Phật, tại vì con lang thang lạc lõng ở trong cuộc đời này, con chạy theo danh vọng, tiền tài, quyền lực, sắc dục, con thấy nó không mang lại những hạnh phúc đích thực, cho nên con muốn đi trên con đường mà Đức Thích Ca Mâu Ni đã từng đi. Cho nên là con xin theo gót chân Ngài, con theo học theo hạnh nguyện của Ngài, con theo thực tập những cái phương pháp của Ngài, cho nên quy y Phật. Nhưng mà quy y Phật một thời gian rồi thì chúng ta phải đi đến một cái trình độ khác, gọi là tự quy y Phật, về nương Phật trong con. Trong con cũng có Phật, trong con cũng có trí tuệ, trong con cũng có từ bi, trong con cũng có vững chãi, cũng có thảnh thơi. Đức Phật muốn chúng ta phải đạt tới cái trình độ này thì Đức Phật mới yên lòng. Chứ đừng có chỉ nương tựa vào Phật ở bên ngoài, phải nương tựa vào Phật ở bên trong. Tức là quý vị luôn nhớ rằng, ngoài cái con người tự ái đó, ngoài con người dễ sân si đó, mình còn là một con người cực kỳ dễ thương, một con người hiền hậu, một con người điềm tĩnh, một con người có trái tim rộng lớn, một con người có chất liệu từ bi. Khi mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm thì mình cũng thực tập như vậy. Tức là đầu tiên mình hướng tâm mình đến một vị Bồ Tát có rất nhiều tình thương, thương yêu một cách không có điều kiện. Nhưng mà liền sau đó chúng ta nhớ lại là trong bản chất của chúng ta cũng có một vị Bồ Tát Quan Thế Âm. Tức là khi con niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm là con nhắc cho con nhớ rằng là con cũng có chất liệu từ bi của Ngài. Con cũng có thể yêu thương chúng sinh, mà gần nhất là những người thân yêu của con, một cách không có điều kiện hoặc là rất ít điều kiện như Ngài.
con cũng có thể ngồi xuống lắng nghe những người thương của con mà con không phản ứng, con không phán xét, con không có nỗi đó, con không có bực bội. Lắng nghe với tất cả lòng thành khẩn, y như là hạnh nguyện lắng nghe của Ngài. Thì như vậy mình mới đích thực là đệ tử của Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn mình niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm Hà Rầm, ngày nào cũng niệm, giờ nào cũng niệm, mà tới khi hành xử thì không có liên quan gì tới Bồ Tát Quan Thế Âm hết. Bồ Tát Quan Thế Âm nói, bạn không phải là đệ tử của tôi, anh chị không phải là học trò của tôi. Tại vì nếu là người mà đi trên con đường của tôi đó, là phải học được hạnh lắng nghe. Quý vị có bao giờ lắng nghe người thương của mình nửa giờ đồng hồ mà không phản ứng không? Không có đáp trả, không có lên tiếng đúng với sai, không có phán xét, không có phản ứng, không có giận dỗi, im lặng lắng nghe như là Bồ Tát Quan Thế Âm lắng nghe. Quý vị rên rỉ, quý vị than phiền, quý vị đem bao nhiêu cái năng lượng tiêu cực tới Bồ Tát Quan Thế Âm, quý vị có thấy Bồ Tát Quan Thế Âm phản ứng không? Mà tới bây giờ mình vẫn chưa làm được cái bài thực tập đó. Kể từ bây giờ quý vị hãy thực tập đi. Và chúng ta phải tin rằng là chúng ta có thể làm được, với điều kiện là chúng ta phải có một cái pháp môn thực tập trong suốt tiến trình lắng nghe đó. Và khi quý vị lắng nghe được người thương của mình rồi, quý vị sẽ bớt tự ái, bớt trách móc, bớt lên án, bớt buộc tội, bớt trừng phạt người đó. Tại vì sau khi mình nghe hết nguồn cơn gốc rễ, tại sao người đó lại nói như vậy, tại sao người đó lại hành xử như vậy, thì mình thấy ôi thôi tội nghiệp quá, thấy thương quá. Khi trước khi mình chưa có lắng nghe người đó, mình nghĩ về người đó theo cái cách của mình tưởng là mình đã nghĩ đúng rồi. Nhưng khi mình chịu khó im lặng lắng nghe mà trong im lặng, lắng nghe bằng tất cả lòng chân thành, thì mình thấy người này họ đang mắc vào một tri giác sai lầm. Người này đang bị phiền não xiềng xích, người này đang bị áp lực cuộc sống quá lớn, hoặc là người này đang có bệnh tật, cho nên họ đã không kiểm soát được chính bản thân họ. Họ không có quản lý được những cái rác rến trong lòng của họ, cho nên họ mới nói như vậy, họ mới nghĩ như vậy. Cho nên từ đó cái sự giận hờn không còn nữa. Chúng ta tự ái là tại vì chúng ta chỉ nghĩ cho mình thôi. Chúng ta chỉ muốn được tôn trọng, chúng ta chỉ muốn được nâng niu, chúng ta chỉ muốn được nể phục hay là vâng lời. Mà chúng ta quên nghĩ là tại sao người đó không thể vâng lời, tại sao người đó không thể kính phục nể trọng được, hoặc là tại sao người đó không thể đối xử một cách tử tế với chúng ta được. Họ đang mắc phạm một cái điều gì đó, họ đang mắc kẹt vào một cái gì đó, ít nhất là phiền não của chính họ. Quý vị biết là khi mình mắc kẹt vào cái phiền não của chính mình đó, mình khổ lắm, mình muốn thoát mà thoát không được. Và khi mình thoát được rồi, mình mừng quá, mình hạnh phúc quá. Mà nhờ có đi chùa, nhờ có tụng kinh niệm Phật, nhờ có hành thiền, nhờ có tiếp xúc với giáo pháp Đức Phật mà mình thoát được. Người thương của mình, những người vô tình làm tổn thương mình, họ không có những điều kiện thuận lợi như vậy, thì làm sao mà họ có thể thoát được? Cho nên nếu mình không thương họ thì ai sẽ thương họ bây giờ? Nếu mình không giúp họ thì ai sẽ giúp họ bây giờ? Mình chỉ không thể chấp nhận được họ khi mà mình không có tu tập thôi quý vị, hoặc là tu tập không có phẩm chất. Còn khi mình có tu tập, mình tu tập có phẩm chất, thì cái việc chấp nhận một cái người khó chịu, nhất là đó là một cái người có rất nhiều ân tình với mình đó, thì không còn khó khăn nữa. Cho nên để bớt tự ái á, thì mình phải biết cách thương mình một cách có hiểu biết. Tự ái là thương mình một cách không có hiểu biết. Đối trị với tính tự ái á, đó là bớt hướng ra bên ngoài tìm cầu, mà quay trở về để giữ gìn năng lượng, để nuôi dưỡng những cái hạt giống lành. Khi mà chất liệu của sự thảnh thơi ứa ra, chất liệu của sự thư giãn thoải mái ứa ra,
chất liệu của tình thương ứa ra, chất liệu của lòng từ bi ứa ra, thì chúng ta sẽ không còn tự ái nữa, chúng ta sẽ không còn khổ đau nữa. Mà chất liệu từ bi là có sẵn trong mỗi người, tình thương lớn là có sẵn trong mỗi người, vấn đề là chúng ta có tin vào điều đó không? Đức Phật đã nói rồi, nói rất là nhiều lần, khẳng định nhiều lần là ai cũng là một vị Phật tương lai hết. Chúng ta cũng đã từng tin vào điều đó, nhưng mà niềm tin nó mỏng vánh, chưa có vững bền. Mình vẫn tin mình là một bà la sát, mình vẫn tin mình là một kẻ có nhiều phiền não. Cho nên mình đã đồng nhất toàn bộ con người của mình với cái la sát đó, với cái ngạ quỷ, với cái sa tăng, với cái con người đầy phiền muộn đó, mà mình quên mất một cái tổng thể tuyệt vời. Mình còn là từ bi, mình còn là trí tuệ, mình còn là vững chãi, mình còn là thảnh thơi. Giá như mà chúng ta lúc nào cũng nhớ ra điều đó, mà nếu quý vị có hành thiền thì quý vị sẽ nhớ. Tại vì khi hành thiền á, là mình không có đồng nhất mình với một cái phiền não, với một cảm xúc nhất thời. Khi mình hành thiền thì lúc nào mình cũng lùi lại một bước để quan sát tổng thể con người của mình, thì quý vị sẽ tiếp xúc rất là dễ dàng với những cái chất thánh trong con người của mình. Một sự định tĩnh, một sự bình yên, một sự mở lòng, một sự lắng nghe sâu sắc, quý vị có thể tiếp xúc một cách rất là dễ dàng. Và quý vị giả sử như là mình đang giận người đó bầm gan tím ruột, và mình còn có một cái lời thề trong lòng là vĩnh viễn không gặp mặt nhau nữa nhé, đường ai nấy đi, coi như kiếp này chúng ta đã hết duyên nợ rồi. Quý vị thử tưởng tượng ngày mai thức dậy nghe tin người ấy đã lâm nạn rồi, người ấy bây giờ đang trong giai đoạn ung thư cuối cùng, người đó bây giờ đang nằm trên giường bệnh, người đó đang xảy ra một cái biến cố rất lớn và đang thất đảo bát điên. Quý vị còn muốn giận nữa không? Quý vị còn muốn ra tay nữa không? Quý vị còn muốn loại trừ nữa không? Chắc là không. Lúc đó bỗng dưng lòng từ nổi dậy, lúc đó bỗng dưng quý vị muốn tha thứ hết, muốn buông bỏ hết. Lúc đó tự dưng quý vị muốn đến bên người đó để giúp được cái gì thì giúp. Tại sao vậy? Tại vì khi biết cái đối tượng gây khổ đau cho mình hay là gây khó khăn cho mình gặp nạn hay là gặp khổ đau á, thì cái tôi của mình á, nó tạm thời không muốn đòi thức ăn nữa. Mình chỉ trở nên giận người nào mà người đó dám đặt cái tôi họ trên cái tôi của mình. Mình trở nên chỉ muốn loại trừ đối tượng nào dám đặt cái tôi ngang hàng với cái tôi của mình. Mà giờ phút này cái tôi của người kia chìm nghỉm xuống rồi, tan nát hết rồi, không còn gì để mà cạnh tranh với mình nữa, thì lúc bấy giờ mình còn gì để mà tranh đấu. Mình chỉ tranh đấu khi người nào đứng ngang với mình thôi, còn người đó tuột xuống ở dưới mà, thấp hơn mình nhiều quá mà, khổ đau hơn mình nhiều quá mà, còn gì để mà tranh đấu nữa. Thì lúc bấy giờ lòng tự ái tổn thương cũng tan tành theo mây khói. Tự ái là vô thường, tổn thương là vô thường, nó chỉ là một hiện tượng khi mà phiền não nó sinh khởi và chúng ta nuôi thức ăn cho phiền não đó. Khi chúng ta không nhận diện được sự có mặt của nó để nó tung hành ngang dọc và chiếm lấy toàn bộ tâm thức của chúng ta, khi chúng ta tu tập, chúng ta hành thiền, chúng ta lùi lại một bước để quan sát, thì chúng ta thấy rằng là phiền não chỉ là phiền não, nó đến rồi nó sẽ đi. Tự ái chỉ là tự ái, nó không có thật, nó không phải là con người của chúng ta. Chúng ta đừng có đồng nhất với nó, hãy lùi lại một bước quan sát, đừng tin vào nó, nghĩa là không cung cấp thức ăn cho nó, thì nó sẽ từ từ tan biến đi. Và hãy thử giả đặt, ngày mai mình cũng như là người kia, mình lâm nạn, bác sĩ báo là mình ung thư giai đoạn cuối, hoặc là một biến cố nào đó xảy ra, mình nằm bất động, mình không còn chửi rủa được nữa, mình không còn hăng hái để đấu khóe với người kia nữa,
mình không còn nhiều năng lượng để vặn vẹo, để bắt bẻo, để càm ràm, để than phiền, trách móc, buộc tội nữa. Thì mình còn muốn giận người kia nữa không? Mình còn muốn tiêu diệt hay là trừng phạt người kia nữa không? Chắc là không. Giây phút hiếm hoi còn lại của cuộc đời, chắc là mình chỉ sống với những giá trị tốt đẹp nhất thôi. Mình không muốn mang một cái hành trang ra đi mà ở trong đó có đầy sân si, đầy khổ lụy. Nhất là mình để lại những cái khổ lụy cho những người thân yêu của mình. Chắc là những ngày còn lại trong cuộc đời, mình sẽ sống với con người tử tế nhất của mình. Một con người không muốn giận hờn, không muốn trách móc. Một con người bao dung, độ lượng. Nhất là trải hết lòng từ bi cho những người sống xung quanh mình. Và chúng ta muốn khi chúng ta rời cái thế giới này rồi, người thương của chúng ta vẫn nhớ về hình ảnh đẹp nhất của chúng ta. Chúng ta vẫn muốn người thương chúng ta nghĩ về chúng ta bởi những điều tử tế nhất mà chúng ta đã cho họ, thay vì họ vẫn mang cái sự căm hận ở trong lòng, hay là nhớ đến những hình ảnh tồi tệ nhất của chúng ta. Và Đức Phật nói rồi, chúng ta cũng chứng kiến rồi, vô thường nó đến bất cứ lúc nào, không chừa một ai hết. Không phải là vấn đề ngày mai, nó có thể xảy ra trong cả tối hôm nay, và nó có thể xảy ra ngay bây giờ. Trong kinh Người Biết Sống Một Mình, Đức Phật có nói và tóm tắt thành một bài thơ: đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống trong giờ phút hiện tại, kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Hãy tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú đêm ngày trong chánh niệm thì Mâu Ni gọi là người biết sống một mình. Người biết sống một mình có nghĩa là người biết tự chăm sóc bản thân mình mà không cần dựa dẫm vào người khác, không cần chờ đợi người khác làm cho mình có hạnh phúc, gọi là người biết sống một mình. Đó là không tìm về quá khứ. Thường thường những cái khổ đau của chúng ta là do chúng ta nhớ lại quá khứ, phải không? Chứ ít khi nào mà chúng ta khổ trong giây phút hiện tại đó. Trong giây phút hiện tại, ít có khi nào có những điều bất như ý mà làm cho mình khổ lắm. Hầu hết là nhớ lại. Nhớ lại người đó đã nói một câu nói đau lòng, đã đưa tới một cái hành động không dễ thương. Vì nhớ lại quá khứ, cho nên mới khổ. Nếu mà không nhớ tới quá khứ, chỉ an trú trong hiện tại, thì dứt khổ, là hết khổ. Đừng tìm về quá khứ. Đức Phật nói đừng, nhưng mà mình vẫn cứ làm. Và mình cũng muốn nói với Đức Phật là: Đức Phật ơi, là con cũng không muốn nghĩ về quá khứ, nhưng mà cái tâm con nó cứ nghĩ. Thì làm sao bây giờ? Thank you.
thì mình phải tu luyện thôi. Cái phương pháp tu luyện nào đó mà nó giúp tâm chúng ta thường trực an trú trong hiện tại, như là phương pháp thiền tập. Thiền thì lúc nào cũng muốn chúng ta an trú trong hiện tại cả, và đừng tưởng tới tương lai. Mình nghĩ tới tương lai của ngày mai, của tuần sau, của 5 năm, 10 năm nữa, hoặc là của kiếp sau đó, nó làm cho mình hoảng loạn, làm cho mình sợ hãi, làm cho mình mông lung, mơ màng. Điều đó cũng có thể là nó chọc khuấy vào cái phiền não của mình. Cho nên Đức Phật khuyên là đừng tìm về quá khứ, đừng tưởng tới tương lai. Quá khứ thì nó đâu còn đâu. Nếu mình muốn nó còn thì nó còn, nghĩa là nhớ tới nó thì nó sẽ sống dậy. Còn nếu mình buông nó, thả cho nó trôi đi, như là thả một chiếc lá trôi theo dòng nước, thì từ từ nó sẽ tàn lụi và biến mất. Đừng tiếp tục khơi dậy những vết thương lòng nữa. Đừng tưởng tới tương lai, quá khứ đã không còn, tương lai thì chưa tới. Hãy quán chiếu sự sống. Quán chiếu có nghĩa là nhìn sâu vào lòng sự sống đi. Chúng ta còn rất nhiều điều kiện hạnh phúc kia mà. Còn nhà cửa, còn công việc, còn những người thương xung quanh, rồi còn những cái hiểu biết, tình trạng sức khỏe, mọi thứ còn đang rất là ổn mà. Tại sao không thể hạnh phúc được? Là tại vì nhớ về quá khứ. Tại vì tưởng tới tương lai, quán chiếu sự sống trong giờ phút của hiện tại. Một cái người mà Đức Phật khen là biết sống một mình, một cái người mà Đức Phật khen biết tự thương bản thân mình, có cơ hội đạt được tự do, giải thoát, đó là kẻ thức giả an trú, vững chãi và thảnh thơi. Hãy tinh tiến hôm nay đi, ngay giây phút này, đừng có hẹn ngày mai, có thể là không kịp. Cái chết nó đến bất ngờ lắm, không thể nào trả giá được, không thể nào kỳ kèo được, không thể nào xin hẹn khất tuần sau hay tháng sau được. Hãy nghĩ rằng chúng ta chỉ có một ngày để sống, mà một ngày Đức Phật nói vẫn là nhiều. Hãy nghĩ rằng chúng ta chỉ có giây phút này để sống thôi. Giận nữa hả? Buồn nữa hả? Trách móc nữa hả? Muốn đấu khẩu với nhau nữa hả? Muốn loại trừ với nhau nữa hả? Hay là sống một giây phút trong trẻo nhất có thể, sống một giây phút hiền hòa nhất có thể. Nhưng mà tại vì mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình chỉ sống trong phút giây này. Mình sống tới 300-400 năm nữa rồi. Cho nên cứ tha hồ làm khổ nhau, từ từ rồi tính tiếp. Mình cứ nghĩ là người đó sẽ có mặt ở đó mãi cho mình, không đi đâu hết. Cho nên là giờ này mình vẫn làm khổ người đó, vẫn cứ trách móc, cứ đòi hỏi người đó. Chứ còn nếu mà mình tin thật vào một điều rằng chỉ có ngày hôm nay, chỉ có phút giây này, thì chắc chắn là mình sẽ đối xử đàng hoàng tử tế hơn. Mình sẽ đối xử với cái tốt đẹp nhất có thể hơn. Hãy tinh tiến hôm nay, kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ, không thể nào mặc cả. Người nào biết an trú, an trú có nghĩa là sống hết lòng trong giây phút hiện tại, kết nối sâu sắc với những điều kiện hạnh phúc mình đang có trong hiện tại, không nhớ quá khứ, không nhớ tương lai, thì Đức Phật gọi là đây là người đã làm chủ cuộc đời của mình. Đây là người đã tìm ra bí quyết của hạnh phúc trong cuộc đời. Tóm lại là để giải quyết mọi khổ đau trong cuộc đời, chúng ta phải quay về xem lại hàm lượng tham sân si của mình nhiều hay ít. Nếu nó còn nhiều quá, rác rến còn nhiều quá, ngập lỗ mũi luôn, thì đừng có hy vọng là có hạnh phúc, đừng có hy vọng là hết khổ đau. Nói một cách khác, khi chúng ta siêng năng, tinh cần quay về dọn dẹp những rác rến trong tâm hồn mỗi ngày, mỗi giờ. Tại vì mình đã lao theo người kia mấy chục năm rồi cũng không được gì hết. Mình đã đòi hỏi sự công bằng, sự tốt đẹp nhất cho mình tới bây giờ thì cũng chẳng bao giờ được thỏa đáng. Và cái kẻ làm cho mình thỏa đáng nhất, cái người mà thương yêu mình nhất là ai quý vị? Không phải Đức Phật đâu. Đức Phật là xếp hàng sau thôi. Đức Phật còn nhiều chúng sinh phải lo lắm. Đức Phật không phải là người thương mình nhất đâu. Là mình, chính mình. Chính mình mới thương yêu mình nhất. Và quý vị nên nhớ cho rằng là mình đừng có bỏ đói ông Phật ở trong lòng của mình. Đức Phật
đang nhớ mình. Trí tuệ từ bi của mình nó rất là muốn thoát ra, nhưng mà mình không có cho nó thoát. Tại vì mình cứ ném vào, mình cứ khơi dậy bao nhiêu là rác rến phiền não, cho nên con người tử tế của mình nó không có ra được. Đức Phật trong lòng mình không có tỏa chiếu được. Và Đức Phật khuyên chúng ta phải tin rằng là Đức Phật vẫn còn đó ở trong ta. Chất liệu trí tuệ từ bi vẫn còn đó trong ta. Mặc dù là ta đã từng không dễ thương, ta đã từng là một kẻ có nhiều lầm lỡ, ta đã từng là một người có quá nhiều, gây quá nhiều khổ lụy cho người khác, thì vẫn nhớ cho rằng Đức Phật vẫn còn ở bên trong. Từ bi trí tuệ vẫn còn ở bên trong. Nếu chúng ta chịu khó, chuyên cần quay về để gội rửa liên tục, thì chắc chắn sẽ có cơ hội tiếp xúc được với con người chân thật của mình. Và khi quý vị tiếp xúc được con người đó, thì đó là ngày quý vị đạt được sự giải thoát đích thực. Đó là ngày quý vị tìm tới bến bờ bình yên đích thực. Đó là ngày quý vị thoát khỏi khổ đau đích thực. Mà nếu quý vị vẫn không tin vào điều đó, vẫn không chịu quay vào để gội rửa tâm hồn của mình, vẫn cứ đòi hỏi, vẫn cứ trách móc, vẫn cứ rượt đuổi theo đối tượng, thì khổ đau nó có thể là một sự thật vĩnh viễn trong cuộc đời này. Và cái câu than thở đời là bể khổ có thể là trở thành sự thật. Và nhớ cho rằng đời không phải là bể khổ. Khổ hay không là do cái thấy của mỗi người, là do tình trạng tâm thức của mỗi người. Đời có thể là hạnh phúc, đời có thể là tuyệt vời, đời có thể là niết bàn, với điều kiện tâm chúng ta là niết bàn, tâm chúng ta là tịch diệt, tâm chúng ta là hết phiền não. Câu hỏi đặt ra cuối cùng là quý vị muốn hết phiền não không? Muốn bao nhiêu phần trăm? 100%? Giờ sao còn rượt đuổi người kia? Giờ sao vẫn còn toan tính chuyện xa xôi? Giờ vẫn còn nghĩ ngợi mông lung mà chưa chịu quay về? Muốn 100% nhưng mà kỳ thực quyết tâm chỉ có 20%, quyết tâm chỉ mới có 5% thôi, thì không thể nào đi xa được. Niềm tin gọi là tín căn, và sự nỗ lực tinh cần là tấn căn, là hai chất liệu quan trọng trong ngũ căn hay là trong ngũ lực để đẩy chúng ta đi xa trên con đường tu tập chuyển hóa. Quý vị đã tin tưởng rằng mình còn Đức Phật bên trong không? Quý vị có tin tưởng rằng mình còn đầy đủ chất liệu trí tuệ và từ bi bên trong không? Tin thật là tin, tin trên 100% nữa kìa, thì quý vị mới đủ sức lao vào bên trong. Quý vị đã sắp xếp thời gian để tu luyện chưa? Dành mọi cái điều kiện thuận lợi để tâm trí mình quay vào bên trong chưa? Ai rủ đi tiệc tùng, từ chối. Ai rủ đi chơi những trò chơi giải trí, từ chối. Ai rủ đi làm những cái chuyện tào lao, từ chối. Ai rủ đi tám chuyện không cần thiết, từ chối. Tại vì sao? Tại vì tôi bận quay vào bên trong. Chỉ chừng đó đó, quý vị mới có cơ hội gọi rửa được những phiền não của mình. Chứ bây giờ vẫn còn thả rong cái tâm mình chạy lang thang, giờ vẫn còn thích cái này, thích cái nọ, rồi không thích cái này, rồi không thích cái kia. Tâm mình nó vẫn còn dao động, vẫn còn rong ruổi tìm cầu như vậy, vẫn chưa chịu trở về an trú trong tâm hồn của mình, thì cái cơ hội gọi rửa phiền não rất là xa xôi. Quý vị biết là khi quý vị ở trong một cái môi trường tu tập miên mật, thí dụ trong một cái khu rừng thiền á, một ngày hành thiền là trên 10 tiếng đồng hồ. Dù lúc đó quý vị có muốn phóng tâm ra bên ngoài đi chăng nữa, thì quý vị phóng một hồi cũng mệt. Mà thật ra ở trong rừng thiền không có lý do gì để quý vị phóng tâm hết. Tại vì họ không cho quý vị làm cái gì hết. Họ muốn quý vị dành toàn thời gian để tu luyện. Dù quý vị có nhớ tới quá khứ, nhớ mãi rồi cũng chán. Dù quý vị có hướng tâm về tương lai, hướng tâm rồi hồi cũng chán. Tại vì không có chất xúc tác, tại vì không có điều kiện thuận lợi để cho những cái vọng tưởng quý vị nó tiếp tục được nuôi dưỡng. Cuối cùng rồi quý vị cũng quay trở về với chính mình. Hồi đầu quay vào rất là khó khăn. Tại vì mình rời xa cái cố hương của mình lâu quá đó. Bây giờ muốn trở về cũng khó khăn lắm đó. Tại vì ở bên ngoài vẫn còn hấp dẫn mà. Đi coi hát vẫn còn hấp dẫn, đi lên YouTube xem mấy cái game show cũng còn hấp dẫn, rồi online chit chat trên điện thoại cũng còn hấp dẫn, rồi đi du lịch hay là đi shopping gì nó cũng còn hấp dẫn quá. Còn khi đi vào trong rừng thiền, cắt hết những cái ngoại duyên đó, và có muốn gì cũng không được, thì chỉ còn có một nước là trở về với chính mình,
trở về chính mình. Một ngày trên 10 tiếng như vậy thì thế nào cũng trở về được. Và khi trở về được rồi, an trú vào trong hơi thở được rồi, quý vị sẽ không muốn phóng tâm đi nữa, không muốn nghĩ tới cái điều gì nữa, không muốn tranh đấu hơn thua nữa. Và đó là cái khởi điểm để quý vị bước lên tiến trình dọn dẹp rác rến, chuyển hóa phiền não và đạt tới sự tự do đích thực. Đức Phật nói giải thoát có thể xảy ra từ giây phút này, nếu chúng ta muốn đủ chưa, tinh tấn đủ chưa, và tất nhiên là một cái phương pháp thực tập đúng đắn đã sẵn sàng chưa. Xin chúc quý vị thành công và có nhiều bình an và hạnh phúc. Phúc Tịnh xin kết thúc podcast hôm nay tại đây. Bài pháp thoại mang tính chất tâm lý trị liệu do Thầy Minh Niệm và Cộng đồng Thiền Tâm lý Trị liệu Miền Tỉnh Thức thực hiện. Nếu thấy bài pháp thoại này là hữu ích, thì nhờ quý vị anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Kênh podcast Phúc Tịnh xin góp một phần để lan tỏa những bài pháp thoại đầy giá trị này đến với những người đang cần sự giúp đỡ về mặt tâm lý, cũng như những người thực sự ổn, để cùng xây dựng một xã hội bình yên, hạnh phúc hơn. Trân trọng cảm ơn mọi người đã theo dõi. Ngoài ra, do giải thuật của YouTube ưu tiên những video có nhiều like, nên nếu mà thích video này thì nhờ quý vị anh chị bấm thêm vào nút like video và ấn nút theo dõi kênh để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn. Xin cảm ơn sự theo dõi của anh chị và chúc các anh chị có một buổi trưa an lành.